Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tham quan một vòng quanh khu phố mình ở. Khu phố này nằm cách trung tâm Frankfurt khoảng 12 km về hướng đông. Mặc dù đây không phải là một nơi để du lịch, nhưng theo quan sát của mình đây là một khu phố đẹp. Những ngôi nhà lâu năm nhất ở đây có tuổi thọ chỉ trên dưới 100 tuổi và rất ít căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại. Độ cao của từng căn nhà cũng được giới hạn. Gần như được xây dựng theo một quy định chung là có một tầng hầm, một tầng trệt, một tầng lầu và một tầng áp mái. Hầu hết tất cả các căn nhà đều có khu vườn ở phía sau và họ sống rất gần gũi với thiên nhiên. Như các bạn cũng thấy, hầu như nhà nào họ cũng trồng cây cối và hoa cỏ. Nhưng khi họ gặp bạn, họ vẫn mỉm cười và chào bạn. Và một đặc điểm chung mình nhìn thấy ở đây đó là họ rất yêu thiên nhiên, yêu mến và tôn trọng động vật. Người Đức đa số là ăn thịt rất nhiều. Tuy nhiên những người bạn mình biết, đa số họ không ăn thịt. Mình rất hiếm khi gặp người nhập cư. Đây là khu vực tập sự của cảnh sát. Thank you.
vọng các bạn thích những chia sẻ về nơi của mình đang ở. Nếu các bạn thấy những video của mình hay thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ có video mới vào thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã xem. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.